Nói gì theo số liệu của IMF 2022, GDP Đài Loan là 35k người, GDP Nhật Bản là 34k, nói gì Nam Hàn là 33k, GDP Nhật qua 30 năm qua không tăng, cộng đồng châu Á Nhật. Ủa sao tự nhiên nó sụt dưới mày? Giỡn vậy. Ôi mấy cái lụm cái số Là này Nhật sụt vậy. Japan mà xuống còn có 34 rồi. Ôi man. Ảo hả? Từ từ cái số này tao phải điều tra xác minh mà làm rõ mấy em. Ồ mà GDP 34 ngàn thiệt mày ơi. Ông mà thiệt gì? Xuống dư trời. Ồ cái này thôi Nhật coi lại đi làm sao đi chứ cũ này binh nổi rồi đó. IMF thống Yên xuống quá nó kê xuống hả ảo á. ta? Ê có Ủa nào yên. yên nó xuống theo không trời? Trời lái xe, giờ tao mới biết Nhật lái xe bên trái. Yên xuống là cùng một lượng tiền yên đó là sẽ mua được Ít ít đồ đô hơn. hơn. Mua được ít đồ đơn đâm ra chắc nó xuống luôn như là nó bị này nữa nè. Xuống dưới trời. Nhưng mà được cái quy ra sức mua tương đương đó thì 48 mà ta. Vậy bên Nhật rẻ sống rẻ bên Mỹ hả? Chung mà em thấy GDP nó còn Anh còn trách bên trong. GDP đi, trách rồi em. Nếu GDP Nhật Bản tiếp tục tăng, Việt Nam duy trì tăng trưởng 6,5, tăng dân số 100 thì 40 năm nữa, GDP Việt Nam bằng Japan. Thôi mày dẹp đi mày ơi. Ha, mày sống không biết được 10 năm nữa không mày bàn, tới 40 năm nữa. Thiệt á, anh nói chứ phải anh tặng nước lạnh cho mặt tụi em. Mấy cái chuyện trên 10 năm đừng bàn. Mấy cái chuyện trên 10 năm bàn nó mệt lắm, nó sao mắc sơ lơ Quá xa với tầm của mình. kìa. Thực tế đi. GDP bằng lần chuyện, giờ GDP Trung Quốc ngon không? Nó thẳng luôn á. Nhìn thèm chảy ke không? Chảy sao không chảy? Nhưng mà nhìn cái an sinh xã hội nó làm sao? Nếu mà giờ bỏ cái số tiền đi cho ăn xã hội thì GDP còn nhiều. Nói vậy nói Tú, ví dụ như Tú một tháng mà kiếm được 10 ngàn, ủa 10 triệu. Bỏ con heo hết 10 triệu, nổ, tao có 10 triệu nè. Nhưng mà Tú, ví dụ đóng thuế đi. Tú tập tạ đi, uống súp đi. Đó phải ăn xin cơ thể không? Thì đó Tú còn nhiều. Vấn đề nằm Đúng ở chỗ rồi. đó. Nhịn ăn nhịn mặc bị đặt nổ. Nên bạn hỏi là Trung Quốc vượt Mỹ, cười nhẹ cái đi không nói chuyện. Chứ bạn đưa ra cái nhận định giờ tôi trả giá sao cho dính cho nó được giờ, đúng không? Đôi giày bạn đi ăn trộm mà tôi trả giá như tôi dính đó, nó có hai chưa? Thằng kia đi ăn trộm đôi giày cũng phải 2 triệu 50, giật mình nó mua đi. California có nhiều giới tinh anh toàn đào tạo trường học danh tiếng của California đóng góp nhiều cho công trình nghiên cứu học công nghệ thì đâu có gì đâu bàn cãi, đúng không? Ok anh đồng ý. Tại vì á bây giờ á là 39 triệu dân thì cái sự chọn lọc nó sẽ cao hơn 23 24 triệu, chuyện đó bình thường, không ai cãi vấn đề này cả. Nhưng mà suy cho cùng, cuối cùng để làm gì? Các bạn đam thì các bạn hãy đặt mình cuộc sống chúng ta vô cái nơi các bạn ở, mấy chứ các bạn gọi là đặt mình vô cái chỗ mà hả mà vô cái mình không chạm đến. Tôi nói giờ các bao nhiêu bạn ở đây, bao nhiêu bạn ở đây mà đủ trình để vô mấy cái chỗ đại học để mà ra nghiên cứu cho nhân loại. Nên nói chung á, các bạn ở Việt Nam mà các bạn đi qua Mỹ á, nó chỉ dừng lại cái mức bắt được cái hệ thống giáo dục của người ta chút đỉnh, làm kiếm chóp, sống qua ngày chờ qua đời, ăn retirement, ok. Còn cái phần còn lại á, để cho con cháu mình nó lo. Thì bây giờ Minh Nguyễn nói em đẻ con nó sao như vậy, chắc gì mà lo cho con mày nổi mà như vậy, đúng không? Nói chuyện phải có tình có lý chứ. Bây giờ đặt ra vấn đề nuôi đứa con mình tới sắp nhiêu tiền, nuôi đứa con mình Cali nhiêu tiền. Rồi thí dụ như giờ thằng con ở Texas đi, nuôi nó tới năm 18 tuổi nó qua Cali học được không? Ở đó sao nghĩ tới hoàn cảnh đó nữa. Nên mày đam hở sườn nhiều lắm Minh Nguyễn. Hay là mình đẻ thằng con bên 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 Cali đã đời nuôi giữa trường kể gánh bà nó đời đá nó vô cái trường nào đó học cho tôi luôn. Bán nhà rồi không có tiền họ ở nữa thì phải đi trường khác học chứ sao? Ở bên Mỹ mà, học là học cái nhà bạn đâu học cái trường đó. Còn nếu mà nói tao có con á, tao cho học trường trái vịt thì ok, giàu quá là bạn gì nữa. Biết trái vịt nhiêu không? Bằng trụ quốc tế Việt Nam đó bạn. Khoảng 30 ngàn á. 30 ngàn tính hai vợ chồng đi, thằng nhịn 15 ngàn. Nhịn 15 ngàn như phần trăm lương rồi dám chơi không? Hãy nói câu chuyện thực tế, ok. Nói về sự giàu trước, mình thì thoát. Ít nhất cũng người ta cũng có sự thành công nhất định. Nên khi đi vay mình cũng nể họ. Vì không dễ để làm giàu. Nhưng cách làm giàu như thế nào mới là vấn đề người ta nể. Rồi thấy mà thấy ông cô thích sát nói chuyện khôn không, nói vậy ai đam nữa. Nên ông này khôn lắm, tại chẳng bằng đâu. Tại chân này họ đầu đuôi hở tè le hết rồi. Phục nhưng đang suy nghĩ đam lại, anh Duy đam dựa trên thực tế khó đam lắm. Đam thoải mái, trời ơi tranh luận mà mấy em. Đường nào binh được hết đó, đúng không? Trong một câu chuyện anh dẫn chứng tới 3 4 điểm luôn chứ không phải một điểm nữa. Chỉ có ông tài trần nó không chịu thôi chứ đâu ai không chịu đâu, đúng không? Cãi sao được cãi. Tôi vừa sát thương vật lý mà vừa là gì quên rồi. Vừa sát thương vật lý mà nói gì nó mấy cái nhỏ đen đúng ra chiêu gì qua vòng vòng ta thao choáng choáng. Người có bằng cấp khi đi bay cũng thể hiện được cái trình của họ, tuy nhiên trình độ văn hóa không luôn phụ thuộc vào trình độ học vấn. Có những người không cần bằng cấp nhưng đi bay hợp lý. Giống đá xéo mình quá à ta. Ê cái câu này mình đang trung dung nha, ông này đá xéo là tôi nghiêng người kia quất ông luôn á đó. Mình đang trung dung ở kèo giữa, nó kêu là kèo natural. Cái comment của ông này nói cái gì?
Tức là mấy thằng sinh viên học trong Stanford á, thì cái dân bản địa đó nó có 36% thôi à. Còn mấy cái bang khác của Mỹ, trong đó có Texas, nó qua tới 51% lận, đúng không? Rồi xong rồi International 13%. Ngược lại bên Harvard thì cũng vậy thôi. Thì cái trường hợp anh mới nói đó, đẻ con bên Texas nuôi cho nó mẹ khỏe thân béo nút đi, chơi bóng cà na rồi dữ dội rồi lên để mình lấy chi, mình lấy cái ngoại hình, mình lấy cái heo thị, xong mình học giỏi mình qua bên Stanford mình học cà khịa bên kia, tiền ăn không có bị ốm đói rồi má, tài trần bị cú này dãy tê tê rồi mấy em. Cái gì si vũ đam vậy thì quá chặt chẽ. Tao đó coi, tao nói cao thủ núp lùm không chơi thôi, chơi phát nào phát lấy điểm nguyệt không à. Còn tài trần nó múa nhiều quá, nó hở sừ từ lưa hết à. Vì high school ở New York, ở ký túc xá 1 năm 76k, có cao không anh? Anh chỉ nói mình câu đơn giản thôi, nghèo quá thì đừng mơ New York. Vậy thôi. Bữa nay có thằng quỷ nha, bài báo trên Vinh Niêu đăng, mức sống ở thành phố Hồ Chí Minh rẻ hơn so với Paris với New York nhiều. Nó mấy trẻ trâu lên vậy trời. Vậy cũng đăng báo được á, thiệt á. Sao Silicon lại đặt ở Cali mà không đặt ở bang khác? Không biết nữa. Nếu mà nói vậy tại sao móc dầu người ta móc ở Texas không móc ở chỗ khác? Mỗi bang nó có một cái điểm mạnh. Còn bây giờ ok, cứ cố gắng làm đi, để con vô Silicon Valley đi rồi nói. Không biết nói luôn á. Nên các bạn đam về một cái gì đó bạn phải chặt chẽ. Chứ không người ta hỏi các cớ như tôi vậy đó. Ví dụ như muốn hỏi câu đó ít nhất phải làm trong đó đúng không thầy? Hả? Giờ ví dụ như muốn hỏi ừ, như vậy, nó phải đúng cho cái hoàn cảnh của mình trước. Dạ. Hôm qua em vô Samsung Jose Security nhiều hơn cả Mỹ nữa anh. Đẹp và sang quá. Thằng Samsung là đệ của Mỹ luôn á. Hôm qua mày đam thằng anh không chuột phát nào, mày coi thường nó như quỷ vậy đó. Mà bữa nay mà vô công ty của Samsung mày làm mướn tao cũng ứ hiểu luôn. Mày có những cái tao không đỡ được á tài trận. Ta ví dụ như em vô Boeing em đúng, em vô Apple em đúng, chính phủ cũng đúng, em vô DHL em cũng đúng nữa. Nó tự nhiên mà vô Samsung cái anh không biết cứu mày sao luôn á tao rằng. Mày bỏ government, mày bỏ chính phủ Mỹ mà đi mày làm cho Samsung. Đây nó cũng kỳ luôn á, không hiểu luôn. Nè tài trần, nói lại luôn, bây giờ bên kia chơi trò bang khác qua học phải không? Trước mắt mình bắt bên kia xác nhận việc bang khác qua phải học nhân 3 tín chỉ trước đi. Độ này đi sâu vô giáo dục của mấy bạn. Xin mời phe bang khác. Chứ còn giờ nó đi qua tới detail của giáo dục luôn, học 3 tín chỉ là sao, tức là lóng tiền mắc hơn hả? Vì Cali có những trường đào tạo ra tinh anh, 3 người tạo ra mà vừa gì y học sinh Stanford có tiền thì tới học, ai cấm? Ủa thì giờ nói vậy thì nói gì? Nói vậy là ông đâu phe tài trần đâu. Bây giờ nói chung là mấy bạn đọc tiếng Anh nhiều quá nha. Thì cái ông nào trình độ tiếng Anh cao cao á thì xác nhận coi ông là phóp, ông nào không phóp. Chứ viết nhiều có sao tôi biết ông nào phóp, ông nào không phóp, tôi đọc tôi hiểu hết à. Má mà nó học đại học ra ai dám nói nó phóp trời. Tức là không phải tất cả mọi người đều mù. Please remember that. Gì vậy? Democrat. Đại đội là nói là bích tách thì cho tiền kia. Nói chung Minh Nguyễn Đam này, anh cái câu tiếng Anh mày tắm mà nhận định. Nhưng mà mày nhận định vậy là mày tự mày điểm nghiệp luôn rồi. Tức là nó nói là không phải tất cả mọi người đều muốn đi. Nhưng mà thực tế người ta đã đi nhiều. Nên bây giờ phiếu đại cử tri nó bị rớt. Thì bên kia bên Texas phiếu đại cử tri nó đang lên. Vậy thì bây giờ bên Cali nó phải làm sao làm để cho tao đừng đi nữa. Làm miền đất hứa đâu này nọ các kiểu đồ. Thì nó mới win được. Thằng Nguyễn Hoàng nó đang nói là bang khác đi qua bên Cali học là tín chỉ nhân 3. Cái này cụ thể là như thế nào nói cho rõ đi. Và người khác người ta có phản biện như thế này hay không? Nhân 3 là nhân 3 về tiền hay nhân 3 về số lượng môn? Ê đụng với nhân 3 tiền mà học sinh đông giờ nó giàu hơn bên Cali luôn mày. Vậy chứng tỏ là gì? Ở một khía cạnh nào đó là cái trường đó hổn nữa. Cái trường đó vì tiền mà bật cái quota cho chọn mình ít quá. Quay lại cái vấn đề tiền. Tức là hằng Nguyễn Hoàng á đang nói là Stanford là bắt mấy thằng bang khác qua học là tín chỉ nhân 3 tiền. Tức là ví dụ như bên Cali học là 100 đô thì mấy thằng khác qua phải học cái môn đó là 300 đô. Tóm lại là cái trường nó mê tiền, đúng không? Mà không vì cái sự là đào tạo con em của Cali. Nếu mà cái trường đó đúng thì nó phải là bật cái quota cho thằng Cali 80, mấy bang khác 20 thôi. Đúng rồi. Thì rất là hợp lý. Mày có tiền mà vô mày học mà đóng vậy đó. Mà vậy thì chẳng khác nào vì đồng tiền mà để cho nhân tài Cali bị rớt đi cái giấc mơ học đại học Stanford. Vậy thì hỏi vấn đề tiếp tục. Các bạn đóng thuế cho Cali để Cali. Các bạn cảm thấy thế nào? Chắc gì sau này con của tài trần vô được Stanford học được. Nhưng mà con của Go Texas đầu tư hợp lý lại vô Stanford học cà khẹ. Ê cô mày học trường nào vậy? Tao học, anh không biết tên trường chém gió đại nha mấy em. Tao học University of California. Ai mình học thanh phọt nè bạn. Thằng con tài trần chắc buồn chết. Đó là một góc nhìn. Đó, nên cái câu đam của thằng kia vô tình nó bị phản đam. Bây giờ tôi nói bạn gì? Bạn chỉ đúng
khi bạn nằm trong hoàn cảnh đó. Còn bạn lấy cái hoàn cảnh của người ta ra bạn đam là dở rồi. Vấn đề là mình có nuôi đủ đứa con của mình nuôi nó đủ để nó vô đó học hay không kìa. Trên sân nhà kìa, thua mẹ ra sân nhà luôn, nói gì nữa. Đúng không? Giống như bây giờ đó, đội tuyển Mỹ người ta đi đá World Cup, mấy kẻ trâu lên mạng. Cana là số 1, con Cana là số 1. Đội gặp tao với cầu thủ đó tao bỏ tao thua luôn. Nên nó gọi là gì? Có mấy thằng đá bù. Ông Trương Phạm là 1, Tài Trần là 2. Thì ngay mùa World Cup nghỉ mẹ kia đi vuốt đá banh đi cho đội mình đang đá. Không vuốt đâu, mấy thống thèm ủng hộ đá banh. Bây giờ buồn lắm, không chán lắm. Đá banh chán lắm. Thiệt có tôi mà hả là 11 cầu thủ đó hả? Tôi không, ông nói vậy đúng không? Bỏ hát quốc cao luôn. Đá cho ai coi, mình chấn thương sân cỏ cho ai coi. Nên tự nhiên cái gọi là cái khát vọng đem vinh quang cho tổ quốc nó không còn nữa. Ở khi đồng bào trong nước ta quay lưng, bởi mình sống cái quan điểm mình nó sai rồi tự nhiên nó kỳ cắn tao lứa. Còn thằng Tài Trần mà nó là vô được không là coi smart. Mày đẻ con ra mát chưa đằng phần thôi. Cái sự giáo dục cho con cái để cho thằng con nó giỏi là phần khác. Mát cái gì mà mát, nó vậy dở rồi. Bây giờ ví dụ như á, em nói thằng con em smart. Bây giờ mày buổi sáng mày học buổi chiều mày đi bán vé số mày vô nói Stanford không? Nói vậy cái thằng kia tập trung học, cha mẹ định hướng đúng hướng rồi. Học đúng thầy đồ, học đúng tuyến đồ. Mày nói vậy là em đang gọi là cái gì? Cãi ngang. Người ta để cho con người ta đi lên tổng thống nó phải có lộ trình. Tao gọi là con gà nồi. Còn em nó trời sinh do sinh cỏ đâu ai khó mà em lo đó là mang tư duy gì á, phải tư duy của Mỹ con nữa. Ôi, mẹ đẻ con nó nuôi cực lắm ba. Tại vì spoil tiền hay không tiền, người thành công từ Stanford không nói được là người từ đâu đến. Tức là người thành công từ Stanford có thể là người Cali hoặc là người khác, hay là người khác, ý anh là vậy hay sao? Không phải riêng Stanford và sách chung các bang mạnh về giáo dục của các bang, mà không riêng Stanford đâu, mà cả Cali, mà cũng không phải riêng Cali nữa, đủ thứ Chicago, New York, Washington. Bởi vậy dù biết trước là có X3 số tín chỉ nhưng bắt chính bên kia phải thừa nhận trước rồi mới ra chiêu nữa. Ủa thì cái đó là cái lo có đâu thừa nhận em. Thì dù thừa nhận đi rồi sao nữa? Rồi làm gì tiếp? Tức là đang nói với mấy anh tinh anh nó chạy trường để nó múc lên tổng thống đúng không? Cái số lượng nó chắc không có con cháu nào ngồi đây hết khỏi bàn đúng không? Mình đang bàn chuyện người ta đó. Rồi thằng Minh Nguyễn Quốc tiếng Anh luôn mày ơi. Ghê quá. Mà khoan từ từ để của tích sách nói gì mà gì Oracle gì tôi lừa vậy? Đâu từ từ. Gì đâu Oracle đâu mất tiêu rồi. Hồi nãy thấy có gì Oracle đây. Ủa quá trời luôn nè. Apple set up 2 largest campus in Texas. Mấy cái news này biết mà. Rồi Tesla chuyển về bên Austin nữa. Rồi Samsung đầu tư qua bên đó nữa. Rồi VinFast không có chịu về tới Cali đầu tư luôn. Má bán xe Cali mà đầu tư bang khác mới ghê chứ. Đúng không? Đầu tư North Carolina. Nên nói tóm lại á, là nói về làn sóng chuyển dịch á, thì nói chung là phe Texas người ta ăn rồi, cãi cái gì nữa. Bây giờ á, phe Cali muốn ăn lại gì giữ, đừng cho người ta đi. Cái điều đó mới quan trọng, ông lo giữ, lo cãi không à. Em chê thời tiết ở Texas thì phải chê cho văn minh. Dùng cách so sánh như vậy không hay cho lắm. Nếu em đứng trên góc độ nhà đầu tư của vài doanh nghiệp, Texas vẫn thu hút hơn Cali. Tức là nói về thời tiết là cảm nhận của mỗi người. Nó không làm một cái gì đúng và sai. Nhưng nếu mà thời tiết tệ vậy thì phiếu đại cử tri của Texas nó phải xuống. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng mà em nói. Phiếu đại cử tri nó xuống ghế hạ viện đâu nữa. Cái đó em thấy mở rộng thôi chứ headquarter nó vẫn ở Cali. Oracle thì nó mua headquarter qua Austin luôn rồi. Thì nó mở rộng hay mở rộng kệ nó đang nói gì? Nó là làn sóng chuyển dịch. Cái mọi vấn đề á, thì mày cứ quy về số đại cử tri đi. Nó thống kê rồi ba ơi. Hiểu không? Bây giờ cái vấn đề anh nói rồi, Cali muốn thắng thì hãy fix những vấn đề mà Cali đang gặp phải. Thứ nhất welfare, thứ hai là gì thuế má gì đó. Rồi thứ ba làm khó doanh nghiệp dạng vậy đi. Mà còn bàn chuyện thằng Apple làm cái gì? Tụi bay ra tụi bay mở doanh nghiệp cùng lắm LLC vốn tỷ đô, 1 triệu đô hết cỡ. Nói cho nó vuông thì mày mở ở đâu? Bởi vậy mấy bạn cãi lộn á, bạn tranh luận nó không academic. Bạn tranh luận như tôi đi, bảo đảm nó hay liền à. Còn cái chuyện của Apple á, là cái chuyện nó quá bự rồi. Nó có lịch sử của nó. Đúng không? Lịch sử đó nó mở Cali, nó đã có thung lũng Silicon Valley đâu mẹ giờ bỏ. Và bên cạnh đó nó cái thuế của nó không giống thuế bình thường, nó có. Bây giờ anh hỏi em thằng Samsung á, nó phải là hai tách không? Sao nó không qua bên thung lũng Silicon Valley đi cho có bạn có bà? Cái đó cũng là một dấu chấm hỏi để mình suy nghĩ tại sao quá vậy. Bây giờ nói chuyện nè, giờ VinFast đó phải hai tách không? Thôi mệt quá vậy đi ha, có thể đất mắc, có thể chính sách khó hay gì đó. Thì đó chúng ta là vấn đề của Cali. Chứ nếu bạn không giải quyết thì từ bạn sẽ bị những bang khác mà thu hẹp thôi. Cali nhận thêm nhiều di dân lậu với ăn xin để cân bằng phiếu đại cử tri đó duy kha kha kha. Di dân lậu thì sao mà cân bằng được, nó phải là công dân nó mới cân bằng cái ông trôn.
Ông cho mấy đứa nhỏ nó không biết, nó tưởng thiệt. Ê, cái này là gô tên sắp tầm 7. Có nghĩ sao có 687 triệu người. Ủa 687 ngàn người mà đòi 13% dân số Texas. Ông nội, dân số Texas là khoảng 24 triệu. 24 triệu 10% đó là 2 triệu tư rồi. Cú này ông sai rồi. Thôi ông sai rồi, để tôi bập trước đi. Để thằng Tài Trần nó vô nó bập một cái rồi nó giống như được hưởng phạt đền. Bị hư nữa kìa con. Ví dụ 1,3% thì được. Nó đam ẩu quá, người ta penalty đó nha. Mấy ông muốn nói gì nói. Về mua hai sách lịch sử của hai bang đó đi, với hai cuốn Atlas nữa, đọc đi. Mới có kiến thức nền để mà đam. Không có thức nền gì hết trơn hết á. Mấy bạn hay nãy giờ tôi đam, tôi xài thức nền ghê không? Dân số như tôi biết hết, phiếu như tôi biết hết. Số di dân đến Texas. Ok, thì số dân đến Texas, nhưng mà làm sao bằng 13% số dân Texas. Nếu mà ông nói vậy sao bằng 13% được? Texas thời tiết thì quá nóng, quá đó là lý do tại sao tôi không ở đó. Ngoài ra Texas thì có ngoài ra Texas có nhiều cơ hội. Cali thì là một trong những biểu tượng, một trong những gì, reproduction of the best place for travel. Cái câu sau tôi không bắt, nhưng mà cho tôi hỏi cái câu này cái nha. Nếu tôi qua Cali hay Texas chơi có coi là travel không ta? Đó là travel. Giờ ông không hiểu được bản chất của chữ du lịch hay thăm quê nữa, cãi con khỉ khô. Theo mình thì Cali sẽ không thay đổi chính sách của mình vì một cá thể hay một doanh nghiệp nào đó ở thời điểm hiện tại. Rồi xong. Rip Cali. Đi giết hết rồi, ông còn chừng 35 phiếu ông thấy hết ho luôn. Rồi một lúc đó tự nhiên mình đang ngon để kia nó bằng gáy lên ngược quê lắm, không giỡn đâu. Tại vì Texas có 35 thôi, mà ông Cali ông tới 55 là ông đang hơn người ta 20, đúng không? Tức là cái khoảng cách giữa người số 1, người số 2 nó quá xa đi. Mà mình bảo thủ này nọ kia rồi xong rồi tự nhiên bên kia nó lên. Không, nói chung hai bạn nói sao kệ đi ha, mình Việt Nam mà. Nhưng mà tôi góc nhìn khách quan vậy thôi. Anh nghĩ sao về GDP của Cali bằng GDP của Đức? Giờ bằng của Đức hả? Hồi xưa là hơn Pháp thua anh mày. Bây giờ mày bơm lên bằng Đức luôn hả? Chưa biết, thông tin này chưa kiểm tra.